với mong muốn tạo cơ hội cho huấn luyện viên và vận động viên Việt Nam được tham gia huấn luyện, đào tạo nâng cao về phương pháp gia tăng sức mạnh thể chất, thể lực, phục hồi chức năng thể thao và dinh dưỡng thể thao nhằm tối đa hóa hiệu suất, nâng cao thành tích thể thao. Herbalife Việt Nam đã tổ chức chương trình huấn luyện đặc biệt tại trung tâm huấn luyện Proactive Sport Performance, Proactive Westlake Village, thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ. Chương trình diễn ra từ ngày 27 tháng 8 đến 3 tháng 9 năm 2023. Proactive được chính thức vận hành từ năm 2021 tại Los Angeles, Mỹ, với sự hợp tác và đầu tư từ Herbalife. Tại đây, Proactive đảm nhiệm vai trò huấn luyện thể lực, tăng cường hiệu suất thể thao và nâng cao thành tích cho các vận động viên chuyên nghiệp, còn Herbalife tham gia với vai trò chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu. Sự kết hợp chuyên môn này trên thực tế đã giúp nhiều vận động viên cải thiện hiệu suất, nâng cao thành tích. Herbalife Việt Nam tổ chức chương trình huấn luyện đặc biệt tại Proactive với sự tham gia của nhiều huấn luyện viên và vận động viên Việt Nam. Thông qua khóa huấn luyện này, Herbalife không chỉ mong muốn hỗ trợ đào tạo, huấn luyện về dinh dưỡng và vận động cho các vận động viên và huấn luyện viên, đóng góp vào hành trình nâng cao thành tích cho thể thao Việt Nam, mà còn là cơ hội tham khảo cho ban lãnh đạo Ủy ban Olympic Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam về phương pháp huấn luyện và chương trình dinh dưỡng thể thao tiên tiến của Mỹ, từ đó đề ra phương án hỗ trợ hiệu quả cho các cầu thủ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, một hoạt động mà Herbalife đã luôn muốn thực hiện từ khi trở thành nhà tài trợ của VFF. Proactive bao gồm phòng thí nghiệm hiệu suất Herbalife 24 với các thiết bị tân tiến nhất và chuyên gia nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực vận động và dinh dưỡng. Phòng thí nghiệm này đem đến các dữ liệu và phân tích đánh giá giúp cho các chuyên gia thể thao và dinh dưỡng Proactive khả năng tùy chỉnh kế hoạch tập luyện và dinh dưỡng phù hợp với từng cá nhân vận động viên, hỗ trợ hiệu suất của họ. Bên cạnh đó, với phòng tập hiện đại, hệ thống thiết bị phục vụ tập luyện đo đạc phục hồi tân tiến, đội ngũ chuyên gia thể thao và phục hồi, vật lý trị liệu hàng đầu Hoa Kỳ tại Proactive sử dụng phương pháp thể thao chủ động, Proactive Sport, đã được chứng thực trên hàng nghìn vận động viên ở nhiều môn thể thao khác nhau, giúp họ nâng cao thành tích và kéo dài sự nghiệp thi đấu. Trong khóa huấn luyện lần này, các vận động viên được thực hiện các bài kiểm tra nhằm phân tích những điểm mạnh và điểm yếu của từng vận động viên, từ đó đề xuất cho họ những bài tập nâng cao thể lực, thể chất, phục hồi và chế độ dinh dưỡng phù hợp với từng cá nhân. Các nội dung kiểm tra bao gồm kiểm tra HP, Cosmos thương hiệu đã đăng ký bảo hộ Gateway 3D Treadmill, thiết bị tân tiến nhất trên thế giới hiện nay, kết hợp phân tích 3D đồng bộ giữa phân bổ áp lực và lực tác động lên mặt đất, cho phép đánh giá về cơ chế giáng đi, chạy, VO2 max, COSMED, cho phép đo lường lượng oxy tối đa trong quá trình tập luyện mà một vận động viên có thể sử dụng để đo lường về thể lực, tim mạch và sức bền. Biodex System 4 Pro thương hiệu, phương pháp tiên tiến cung cấp các chỉ số có độ chính xác cao về sức mạnh cơ, khớp của các chi để xác định các chương trình đào tạo, phục hồi một cách hiệu quả nhất. Core Testing cộng Fusionetics Movement được thiết kế để xem xét tất cả các yếu tố của toàn bộ chuỗi động học từ đầu đến chân để có cái nhìn toàn diện về hiệu quả chuyển động tổng thể.